Cấp 40 phút rồi. 40 phút rồi. Quên ăn, quên uống, quên ngủ luôn. Bình thường thì sẽ ít khi make up lắm. Khi nào cần phải lên hình hay quay phim chụp thì mới make up thôi. Con nó của vợ mình rất là xinh. Rất là xinh. Xinh hơn được dáng rồi đấy. À. Quên lúc nãy em hỏi hai chị uống gì không? Quay một nước kìa không? Sao còn bao lâu nữa nhỉ? À thì ra là đang có máy quay đằng sau. Thế là ảnh nào thấy người khen mình. Không xuống nghe chụp ảnh. Ờ, yên tâm. Người xuống nghe nói chuyện trước đi, tại vì mình cũng cần chút kinh nghiệm. Ok, bây giờ anh đứng trước đi. Để nghe thôi. Đợi em ở đây thôi. Món của anh kia chỉ bán khó phết. Món gì đấy? Cái món cua sốt gì đấy? Làm hẳn con cua sống luôn. Em tin là anh sẽ làm rất buồn cười. Chúc là mình không biết thì mình cứ làm thôi. Mình làm theo kiểu mình thôi. Cứ nghe em nhá. Nghe em nhớ lúc đấy. Ok. Chúc là anh... Đọc thần chú. Em cứ tin anh đi. Nghe vợ chứ đừng tự biết tự diễn. Năng lực mình cao hơn cho nên là mình cũng không cần. Nhưng mà em tin vào năng lực làm bếp của anh lắm. Thì em phải tin đấy chứ. Năng lực cao mà đã thua từ vòng đầu tiên. Bây giờ được. Anh phải như nào đi? Bây giờ anh là chủ chốt quan trọng nhất, anh phải làm sao để mà chiến thắng đi nhá. Ok. Chiến thắng. Đây nhá, tuyên chiến luôn nhá. Bây giờ không có bạn bè hết nhá. Đó là cắt đứt. Thôi cắt chơi, cắt đứt nhưng mà Thời gian khi nào anh định đường ai nấy đi. A few moments later. À, vất vả quá em ạ. Đầu tiên phải vào bếp mà lại phải thử thách khó như này nên là anh đã rất cố gắng. Ở nhà thì đương nhiên là mẹ mắm nấu rồi. Bố thì không bao giờ vào bếp cả. Bố chỉ làm những cái việc như là cặp cơm hết. Thì ở nhà thì cứ có cái công việc gì mà bất kể công việc nội trợ trong gia đình trừ cái là vào bếp thôi là mình cũng đều bắt tay vào phụ vợ mình được. Bất kể công việc gì, tất cả mọi việc, kể cả là trồng đậu, chăm sóc đậu, tắm rửa hay thay bỉm ABCZ, đủ hết. Sau buổi hôm nay thì mình cảm thấy là công việc nấu ăn cũng khá là thú vị chứ không đến mức mà như mình nghĩ, cho nên là mình cũng sẽ thử vào bếp cùng vợ xem là cái khả năng nấu bếp của mình sẽ như thế nào. Xin giới thiệu với tất cả khán giả bốn phương. Anh quay đi. Đang xem chương trình Khi Chàng Vào Bếp. Đây là con gái của tôi. Đẻ thương con gái của tôi. Và ba Duy là con rể. Tôi rất là tự hào về người con rể này. Giỏi giang, nội trợ, mà nghe lời vợ hết mực.
mặc dù ông già vờ đừng đi cái lá làng lá xóm, nó cũng không thèm để ý tới ông già này một chút xíu. Nhưng mà thôi, nó nghe con gái của bạn vợ dặn là phải nghe lời vợ là chính, cho nên đúng là rồi. Chỉ biết là có một cái tôn chỉ duy nhất là đúng rồi. Còn nhưng mà bây cứ qua lại có khi con không làm được. Đúng rồi, nó bị rối loạn. Có lại là thỉnh thoảng là con sẽ nghe ba Nhật nói có cái gì là mình có thể ba Nhật nhắc cái mà vợ con chưa nhắc thì con sẽ nghe mà để con làm được. Đúng rồi. Mà ba luôn là tự hào về con. Một cái món ăn chưa biết như thế nào, càng đi à mới biết là rô rê, nhưng mà trong lòng của ba, con là người chiến thắng. Hai ba. Yeah! Khi mà anh ở bên này này thì anh đang tập trung nghe vợ anh nói mà. Ba Nhật cứ nói mà. Rồi ok, thế anh chuyển sang anh nghe bên này cái thì anh đương nhiên mình phải tập trung bên này rồi. Tự nhiên vợ bảo anh có nghe thấy gì đó mình bây giờ có. Nói chung là rất là vẫn tập trung, rất là khó chịu luôn đấy. Nhưng mà nó là nghe cả hai bên tai à? Một bên là người cái thôi mà. Tất cả vào một cái âm thanh đấy. Đi nói chồng nhau. Thế nên đoạn đầu anh bị loạn, anh kiểu từ một người nói thôi. Đúng rồi chứ. Kiểu hai người anh em mình là bị hai người là không nghe được. Không được. Đúng, không nghe được. Anh là bị bọn anh là rất bị động. Của anh sẽ phải. Bên này nói chung thế anh tách bạch ra anh nghe thương là chính, xong rồi nghe. Giang ra. Thế mà nhanh nhỉ, một tiếng ấy. Hỗ trợ 4 phút chưa? Rồi, hỗ trợ rồi mà. Sao anh Tôn anh ấy làm thiết kế món ăn trông đẹp trong đẹp. Thiết kế là thiết kế mà. Em thấy đẹp à? Ừ đẹp. Chị hỗ trợ pha nước chấm. Em chưa được thử nên là em chưa đánh giá được. Nhưng mà nhìn ngoại hình thì là ok. Thế là em thấy đồ của anh chưa thì anh sẽ đồ của em là sao? Đồ của anh khá xấu. Nói chung là tớ nhìn đồ bên đậu cậu trông nó cũng giống đồ ăn đấy. Phần trình bày mình sẵn sàng cho bên mình 10 điểm. Cái lúc đầu vừa mới vào game mình vừa mới thái thôi, mọi người đã bảo là thái chậm quá, mình nữa xong vừa mới thái đã chậm. Chơi trò chơi em lại như thế. Giữa anh và đồng đội, em lúc em phải chọn đồng đội. Anh không nghĩ rằng em lại không, em đấy. Lại chơi xấu thế đâu. Đồng đội em lại còn có người vợ của em. Vợ của em ấy chỉ là vợ thôi. Đúng, chỉ là vợ thôi. Đấy, cứ đi thích người ta lắm vào, không chơi không biết ăn gian. Nói chung là cũng là do người ta chơi xấu với mình em ạ. Anh thì chơi hiền quá cho nên là anh cũng không chơi xấu hẳn lại, mà anh chơi kiểu như là chả miếng thôi. Không phải đấy, đây không phải chơi xấu, đấy là chơi có đầu óc, có sự tổ chức. Ok. Này cũng... Tại vì bị cắn rồi. Ôi, ai cắn đây? Em. Cắn đây. Chấm này à? Không phải chấm cái đấy, cái kia kìa. Của em ngon, cái này ngon nhất rồi. Đĩa này. Anh đồng ý. Ngon hơn thật. Ngon hơn thật. Còn em thì cái này em lại thấy cái này của em ngon hơn. Chắc là hợp với em. Còn cái này của nhà Trang hơn. Nó thì khẩu vị mỗi người nữa. Mà nói chung là ăn được em ạ. Ăn được. Ơi, đây. Giám khảo này rất là quan trọng nè. Tôi nói cho nghe nha. Cái món nào của ai làm cũng dở hết. Chỉ có nước chấm của tôi là ngon nhất thôi. Thấy chưa? Cái này lãi được nước chấm này. Nhưng mà sao mà nước chấm mặn? Nhưng mà thôi em xin ăn mặn. Khẩu vị mặn. Cái này càng nhai càng thấy mặn. Không mặn. Cái của anh mặn hơn. Ừ thì đúng là không mặn hơn, nhưng mà anh nói cái này nhai. Cái này mặn mặn thì của anh là mặn chát. Của anh mặn đến mức mà anh uống nước này. Mọi người ơi, hãy cùng ủng hộ gia đình Xoài và gia đình Đậu trong chương trình Khi Chàng Vào Bếp. Và hãy cùng đón xem chương trình vào 21:30 vào tối thứ 3 hàng tuần tại kênh HTV7 nha mọi người nha. Bye bye. Bye bye.